Hello anh Bảo. Hello Sử. Rất là vui ngày hôm nay anh em mình có mặt tại đại bản doanh mới của EIA phải không anh? Anh cảm giác như thế nào khi mà tới cái văn phòng địa điểm mới như thế này ạ? Thật ra có thể nói đây là một cái điều mong chờ, tại vì Sala Thủ Thiêm thì một cái địa điểm mà cả Sài Gòn hầu như là ai cũng biết đến, một khu đô thị kiểu mẫu, và mình cũng có duyên thường xuyên uống cà phê ở đây, thì cũng mong một ngày nào đó được ngồi làm việc ở đây, thì nay cái mong ước đó thành sự thật rồi. Thì hôm nay đến đây thì anh em gặp gỡ, thì có duyên gặp với Lại Sủ, một người là mình rất là ngưỡng mộ qua những clip bán hàng rất là tâm huyết, chia sẻ rất là hài hước và hóm hỉnh, làm cho người xem thú vị. Bất ngờ quá anh, em lần đầu tiên mà được anh khen một cái rất là tuyệt vời như vậy. Với hơn 2.000 mét vuông sàn mà ba mặt tiền, hai căn shop của Sala này anh ạ, chắc anh và đội ngũ của anh sẽ là trải nghiệm và sẽ là làm việc ở đây và phát triển đội ngũ của mình lên một tầm cao mới đối với EA phong anh. Điều đầu tiên là nguyên cái tầng trệt này là một cái không gian cà phê nhìn rất là chill, và chúng ta có thể ngồi vừa làm việc, vừa uống cà phê, vừa tiếp khách và làm mọi thứ ở đây. Một cái không gian mà giúp cho mình có thể là tự do về công việc, tự do về sáng tạo, và có thể làm rất nhiều việc ở đây, và giúp cho mình vừa relax trong công việc, tìm niềm vui trong công việc, và cảm thấy công việc mình là giống như một cái cuộc dạo chơi, giống như công việc mình là một cái cà phê, một cái gì đó, thì cảm giác mình đã thư thái. Đối với ERA thì em cũng có rất là nhiều cái kỷ niệm và những chuyến đi đối với ERA. Là em đã được công ty đưa đi, được cử đi công tác tại Singapore và một cái đất nước gọi là cờ sao luôn, đó là đất nước Mỹ anh ạ. Gọi là một cái gọi là giấc mơ Mỹ của em, khi mà trở về ERA là em đã hóa thành hiện thực rồi. Thì mong chờ gì khi mà anh đến văn phòng mới, và cái tương lai của sắp tới, cái định hướng sắp tới của anh sẽ như thế nào khi mà anh bước chân vào văn phòng mới của ERA này? Thật sự thì mình cũng là người mới, một thành viên mới của ERA thôi. Tham gia ngành bất động sản thì cũng được hơn 7 năm, thì mới vừa chuyển qua đây, thì cái điều đầu tiên là thấy cái môi trường ở đây anh em rất là hòa đồng và gắn kết với nhau, về muốn tìm hiểu về chính sách cũng như là những cái phúc lợi, cũng như là một số cái sự động viên của ban lãnh đạo, cũng như một số cái chính sách mà giúp cho nhân viên có thể gắn bó hơn, phát triển hệ thống có chiều sâu hơn. Thì cái điều đó là một cái bước đệm và một cái bước đầu tiên mà mình nghĩ mình sẽ dùng đó để mà phát triển bản thân cũng như phát triển hệ thống mình sau này, và đem những cái giá trị trước đây mình đã được xây dựng, hy vọng là một cái môi trường mới nó sẽ phát triển, một giai đoạn mới nó sẽ xuất sắc hơn. Tuyệt vời. Đối với anh là một cái leader rất là gọi là có tên tuổi tại thị trường, và cái thời gian công tác về ngành bất động sản của anh cũng khá lâu rồi phải không anh? Đây là một cái môi trường quốc tế, một môi trường EIA, và có mặt tại ba nơi khác nhau, đó là ba miền là Nam, Trung và Bắc, là này đều có văn phòng hết và trải dài như vậy, và có khá nhiều dự án EIA đang triển khai phân phối. Thì chắc hẳn là những cái mong chờ của anh em mình sắp biến thành hiện thực không anh? Anh em mình có thể là đi du đó đây để thăm tất cả các văn phòng và bán những bất động sản ERA đang phân phối toàn quốc, và đặc biệt tại EIA thì liên kết với nhiều nước trên thế giới, nên có thể bán được nhiều và bất động sản trên thế giới nữa. Anh nghĩ điều này sẽ như thế nào khi mà mình có thể là vươn tầm thế giới? Thì ở thị trường bất động sản Việt Nam theo mình hiểu thì có nhiều cái mô hình như là không lương và mô hình thì trả lương. Thì nổi trội trong mô hình không lương mà hoa hồng phúc lợi rất là cao, và có một cái hệ thống rộng như ERA là một cái câu chuyện điển hình mà rất nhiều những cái mô hình khác họ muốn theo đuổi. Và mình thấy những cái mô hình này nó hoạt động hiệu quả khi mà khi thị trường xảy ra biến động, thì những cái gánh nặng về chi phí và nhân sự, gánh nặng chi phí một số cái về hệ thống thì nó bớt đi, và cái công tác này nó mang tính nhân văn, nên là win-win. Và riêng ở ERA thì là một cái hệ thống mang cái tính minh bạch và chuỗi phát triển theo mang tính tầm quốc tế. Có nghĩa là khi hệ thống nó vận hành theo tính quốc tế vậy thì mọi thứ nó rất là minh bạch và nó có một cái chiều sâu, và mọi người nhìn vào đó giống một cái kim chỉ nam để mà vận hành. Nó có một cái chiều sâu và để lại giống như một cái di sản sau này, nếu chúng ta làm xây dựng nó một cách thành công. Hay quá nè. Đi theo đúng cái tâm huyết của công ty. Thì rõ ràng về sản phẩm của ERA thì nếu nói về giỏ hàng thì rất là tuyệt vời. Như là tất cả các phân khúc. Mà có một cái điều đặc biệt mình ấn tượng với ERA Việt Nam là có những giỏ hàng ở Singapore, những cái giỏ hàng Malaysia, và một số giỏ hàng ở Úc, một số giỏ hàng ở nước ngoài. Nghĩa là mình sẽ hướng tới cái mục tiêu khách hàng đa quốc gia, và mình sẽ không bỏ lỡ một cơ hội nào khi mà đến.
Đúng rồi, tuyệt vời anh ạ. Đến với ERA không chỉ là trải nghiệm bán hàng bất động sản mà là một cơ hội du lịch năm châu bốn bể, và đặc biệt là gắn kết tất cả các anh em. Và cái một điều quan trọng là anh chị làm việc ở đâu, công tác nơi nào, bất kỳ gọi là công việc nào cũng có thể là cộng tác viên kết hợp làm việc tại EA, bởi vì ở đây là một cái môi trường gọi là không lương nhưng mà linh động thời gian, và sẵn sàng set up tất cả những cái chỗ ngồi văn phòng để cho anh chị có thể tới thư giãn làm việc và trải nghiệm những cái quầy cà phê tại chỗ như vậy, không anh? À đúng rồi, tại vì nó sẽ ngay cả sản phẩm hay là chính sách công ty hay là bất kỳ một cái việc gì nó cũng có hướng đến một cái đối tượng mục tiêu. Thì theo mình nhận định là đối tượng và mục tiêu những cái người mà đến với ERA Việt Nam, EA Việt Nam á, thì là những người đã có những cái thâm niên cũng như là có một số cái kỹ năng và cái khả năng bán hàng tốt. Yeah. Khi đó thì những cái hoa hồng mà những cái phúc lợi đem lại cho bản thân nó sẽ rất nhiều. Thay vì mong chờ vào 5-7 triệu mà vì áp lực KPI phải làm việc đúng giờ, phải đi phát tờ rơi, phải đi trực dự án, phải làm báo cáo, phải làm report, phải làm rất nhiều thứ theo yêu cầu, thì chúng ta làm một cách tự do và chúng ta đem lại cái lợi nhuận cao hơn. Và những người mà thật sự mà đã có năng lực rồi thì họ thích cái mô hình này và nó phát triển bền vững. Quá tuyệt vời. Cảm ơn anh, ngày hôm nay anh em mình có duyên có mặt cùng nhau tại ERA và tham gia cái cuộc phỏng vấn của mình, và chắc hẳn khoảng 1 đến 2 năm nữa khi anh em mình với một cái tầm cao mới thì một cái vị trí khác nữa anh em sẽ một cái level mới tại ERA, phải không anh? Rồi, hôm nay rất là ngưỡng mộ và cũng như là có duyên gặp lại cái buổi khai trương văn phòng mới. Cảm ơn Sủ. Anh em mình sẽ kết hợp lâu dài em nha. Okay. Cảm ơn anh. Xin chào, tạm biệt mọi người.